Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Mauser. Các bạn có thể nhận cái khẩu này free trong cái sự kiện mới sáng ngày hôm nay. Cái khẩu này chỉ có một ngày thôi và nó tặng cho ba cái vũ khí, đó chính là AK-47 Gold và cái khẩu này cùng với Rubber Chicken, đều là mắc thiên phú nha. Ê chứ nhở, mắc tin thông về khẩu súng. Mình nghĩ sau này VNG sẽ như là Tencent Game, sẽ cho các bạn những cái khẩu súng ngày nhưng lại mắc tinh thông. Người ta hay gọi đây là đa thương thì lại thương cho chót. Rồi, gì đấy tôi? Bạn làm gì đấy? Úi dồi. Hay lắm DM. Tuyệt vời. Mình mới liệng qua một tí thôi, bay ngay cái giáp. Hay thế. Cái khẩu này bắn hơi bị giật anh em ạ. Nếu mà các bạn bắn không quen thì cái phải chỉnh cái tâm rất là nhiều. Tại vì khi mà nhắm vào đầu ấy thì nó sẽ giật lên cái tên của nó. Đấy. Nó không thể bắn vào đầu được. Còn các bạn nếu muốn bắn vào đầu thì hay dí vào người thì nó sẽ bắn lên đầu. Như mình thì có cái thói quen là hay dí vào đầu ấy, mình hay bắn hết sọ mà. Đâm ra thì những cái phút đầu tiên thì mình bắn không quen là bắn không trúng. Đấy. Đấy, mình hay bắn vào đầu rồi. Thì bắn ai cũng thế mà. Cứ dã vào đầu. Nó đam nó mới chất. Ôi giời. Cái gì vậy? Cái mùa này là mùa móc à? Thế đếch nào, toàn bị móc. Rồi, té ngay. Thôi, người ta đã cố chạy rồi, còn cố níu kéo lại nữa. Cuộc tình này không còn như lúc trước. Tụi mình chia tay rồi, không cần níu kéo. Rồi, yêu nhau thì cũng phải có lúc có chừng. Đếch nào chia tay rồi, vẫn cố níu kéo cho được. Đấy, bây giờ muốn níu không? Níu đi, lại đây mà níu xem nào. Níu mày. Thôi 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 anh Tơ. Lên đây. Yếu rồi. Tất cả này yếu hết rồi. Yếu lắm cơ. Này đi. Úi rồi. Ôi từ bạn ơi. Đậu xanh. Mình cố ăn nốt cái thằng kia mà nó cào sấp mặt lời này. Ơ Thích à? Thế đích nào? Cào chỗ nào mình chết vậy? Hư cấu. Vâng. Một pha mình bị cào chết nhưng không biết là nó từ cái hướng nào. Chắc nó ở dưới mà mình lên rồi mà. Cứ có vậy. Trời ơi mạng mình có lag đâu. Thằng này hack rồi. Thế hack nào. Hack rồi. Hack cào xa. Tức là VL. Rồi cái khẩu này có bắn chùm như là IPC. Nhưng cái bắn chùm nó khăm lắm. Không nên dùng. Tốt nhất là đừng có chạm vào những cái thứ gì đó mà nó có liên quan đến hai chữ mắm tôm. Đấy. Đấy, nó hay dí vào đầu, nó khoảng cách từ xa nó hay giật đến chỗ khác. Rất là khắm anh em ạ. Đấy, tốt nhất là bắn thì dí vào người thôi. Nhưng mà tốt nhất thì đừng có chạm vào cái khẩu này. Tại vì khi mà sang khẩu khác thì không nên bắn vào người, sấy vào đầu thôi. Chả ai mà điên gì mà sấy vào đầu. À chết nhầm, sấy vào người. Đấy, cứ thích bắn vào đầu thôi nhưng nó giật quá. Không hiểu tại sao nó bắn nhanh như thế này mà lại giật nhỉ. Cũng tạm tạm. Mà mình không chờ cái khẩu COP 357 thôi. Còn khẩu này thì cũng bình thường. Cái khẩu COP ấy, 3 lắm. Rồi, tính lừa tình à. Thôi, mình giữ bạn lại để bạn có một cái quả bom. Ôi đậu xanh, gì đấy? Gì đấy? Nghĩ gì đi móc người ta. Ok, cái phòng này được mùa móc. Ôi dồi. Rồi, đang chạy cho mai nhặt ngay khẩu RPK VIP. Thế là em lại cân tim thôi. Lại đây. Thôi. Quay tay với khẩu này nó má vãi. Đích thể hiểu được. Sao lại mình nhặt được khẩu RPK nhỉ? Rồi. Trời ơi. Đục tường. Bá phải biết. Bạn ơi, chân thì ngắn, đừng có đú như là cương thi bạn ấy. Khám lắm ạ. Mình tốt nhất là khuyên bạn nên đi sang Thái phẫu thuật. Để nó có một cái đôi chân dài hơn. Ôi sao kìa. Ôi. Sorry bạn Hiền. Thực sự pha đấy mình đã cover. Nhưng không hiểu tại sao bạn vẫn chết. À. Hay lắm. Biết ước thế, biết thế mình té ngay luôn. Trời ơi, mình cứu nó cỡ đấy. Cái pha đấy thực sự là mình không thể cứu được. Chứ không phải là mình không cứu.
thắm hết cả lời. Ôi, nói chung là cạn lời, không biết nói gì thêm. Nữ thần bảo thủ ngoài, giết nó. Ôi, tới giờ này mà còn bom gì nữa. Vai cả tơ. Đích để hiểu được, mình không thể hiểu được luôn. Thằng tơ nó nghĩ gì? Nó không bật giáp lên mà nó cầm bom nó ném. Tức là hư cấu. Ôi, hero thì miễn dịch với bom rồi. Rồi cầm con Rubber Chicken này nó phản cảm quá anh em ạ. Đích đầu nó lại rên như một... Nó làm mình liên tưởng đến những bộ phim hai người. Thần thánh. Rồi té thôi. Dã man quá. Ôi rồi. Bọn nó bắt đầu cầm khẩu AK-47 Gold vào chơi các kiểu kìa. Hay. Nhưng mình nghĩ rất ít anh em cầm Mauser vào đây. Tại vì Mauser bắn khó lắm. Thì anh em chỉ cần cầm một lần thôi sẽ biết ngay cái mùi và té thôi. Nhưng mình nghĩ nó là một cái vũ khí cover rất là tốt. Tại vì bắn nhanh mà. Đấy. Nếu các bạn dí vào người thì nó cản rồi bay cực kỳ tốt. Tốc độ xả đạn cũng có thể gọi là bàn thờ được. Úi dồi, tôi dòng hỏi. Mình cover cho bạn Hiền. Đấy, yên tâm. Có mình ở đây. Mình cover một phần đã cũng để hồi đạn của em nó. Tại vì đạn nó cũng khá là ít. Dòng hỏi. Bạn ơi, lấy đi. Hay lắm. Tôi xong rồi. Đậu xanh nó đảo như răng lạc. Bạn ơi, cover. Hay lắm, rồi. Chúng mình là đôi bạn thân. Đùa. Thế đấy nào. Cào sai nhở. Các bạn thấy không? Hai lần nữa nhá. Hack rồi, chắc chắn thằng này hack rồi. Không thể tin được. Rồi, đổi sang hủy diệt đi. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Khi mà chuyển sang hủy diệt, cái đôi tay thần thánh của mình quay tay như một cái máy. Đấy. Các bạn hãy xem cái máy nó quay tay như thế nào nhá. Đấy. Đấy, nhây, nhây. Ô, chạy à. Mình tưởng bạn nhây lắm cơ chứ. Lầy. Cái độ lầy của bạn nó phải đạt level max rồi. Zombie đứng một bên mà vẫn đứng bắn cho được. Cạn lời. Đây, thằng tiếp theo. Đấy, các bạn thấy cái máy nó nguy hiểm như thế nào chưa? Đấy. Trời. Cân hero không phải là chuyện khó. Cho dù nó đi hay là nó đứng. Vâng, chắc là clip sau mình sẽ không bao giờ mang con Rubber Chicken này vào nữa. Cái đích nào. Nghe tiếng phản cảm vơ lơ. Ghét quá. Còn không thì phải tắt tiếng nó quá. Anh em nghe rất là phản cảm. Phản ấy rất là nhiều. Rồi, tơ nhà đậu xanh. Tơ bay như một vị thần. Thôi, bạn hãy xin VNG chắp thêm đôi cánh nha. Mình chả có cánh mà chắp cho bạn đâu. Bay kiểu đấy thì bố con thằng nào chịu được. Rồi, tôi xong rồi. Tạch. Rồi, tơ này. Bất lực quá tơ ơi. Khổ cho bạn rồi. Ây da, thiệt là khổ đi mà. Thiệt là khổ. À, tơ hồi xin. Đây. Hứng trọn niềm vui. Một mã đạn. Té lên đây, té thôi. Tơ căng quá. Trời, ném bom nữa kìa. Ba ơi, ném bom cái gì vậy? Ném bom như thế người ta cười cho vào mặt à. Rồi nhấp nháy. Đèn thế. Tuy nhiên nhấp nháy rồi vẫn còn lao vào. Đấy, cứ tin người. Người khác thì thích lừa tình, người ta thì cứ thích tình. Rồi mình có cảm giác bất an là có con gì đó đang đuổi theo mình. Đấy, cái cảm giác bất an thì đến lúc nào đó phát hiện được thì đã muộn rồi. Phải té thôi. Vâng, có hero. Mình không làm giống bài. Thế thì mình lại đi cân thôi. Đấy, bắn nên chui vẫn vào đầu. Thật là hư cấu. Rồi khẩu này thì không thể dí vào đầu được. Rồi thôi xong rồi. Bạn làm cái gì vậy? Cảm ơn bạn đã tiếp đạn cho mình nha. Ngu hết cả người.
người ta đang hết đạn, tự dưng lại tiếp đạn cho người ta, thế biết phải làm sao? Thôi biến luôn đi, tại vì còn rất ít thời gian, mà ít thời gian thì không thể kiếm được nhiều kill, không thể kiếm được nhiều kill thì phải biến hero. Hello, hello, tuyệt vời. Đấy, còn thằng AFK bên này nữa, cứ la liếm AFK thôi, nó dễ ăn mà, hai phát thôi, nó chứa được bao nhiêu là sát thương? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Té. Hết giờ rồi. Không dây làm cái gì. Vâng, chúng ta sẽ đúng đến với trận cuối. Lấy top không bao giờ khó đối với cái cây Bouncer này. Kết bạn, what the fuck? Gì vậy ba? Lên đây nào. Đấy. Ôi trời ơi, bắt cua lỗi rồi. Lỗi nặng. Đôi may quá. Trận cuối vẫn không làm zombie. Suốt trận làm zombie miết rồi mà. Cuối trận cho làm cái gì nữa. Rồi tôi xong rồi. Tớ nó thoát. Thôi cho mình sẽ cố gắng cận chiến con cuối cùng và kết thúc clip tại đây. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Rồi nói là cận chiến vậy thôi, nhưng không biết là có được hay không thôi. Đừng kênh mè tí nhá. Rồi bọn kia cũng làm sát khí đi cận chiến kìa. Ghê thật. Vâng, bình tĩnh thôi các bạn ơi. Người ta cũng là con người. Úi dồi. Hết cả hồn. Khiếp. Nó giơ cái mặt lên thôi làm người ta rụng rời con tim. Cái gì đây? Rồi, tôi xong rồi. Kênh me. Bình tĩnh nào, 3Z bình tĩnh thôi. Làm gì mà căng vậy? Thẩm du như thần, một con zombie. VL. Nhấp, nháy này. Ok, thì mình sẽ kết thúc clip đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.